Hello mọi người, thì ở đây là Ngân có chuẩn bị một ít cá nè. Ngân đã luộc sẵn hết rồi, bây giờ Ngân sẽ cho mayonnaise vào đây. Cho ít nhiều gì thì tùy theo cái độ béo mà mình mong muốn thôi. Tiếp đến thì Ngân sẽ cho một ít muối vào đây, cho cá được thêm mặn mà hơn á. Đó, bây giờ Ngân sẽ trộn đều lên. Xong rồi Ngân sẽ để qua một bên. Bây giờ mình làm tới cái phần cơm nha. Cơm này Ngân đã nấu chín rồi nè. Cho một ít hạt mè đã rang vào đây cho nó thơm. Sau đó thì cho dầu mè vào nữa. Và cuối cùng là cho rong biển vào đây. Cái rong biển này á, thì nó đã có gia vị mặn mặn thơm thơm rất là ngon rồi. Cho nên là Ngân sẽ không có cho thêm muối vào trong cơm nữa nha. Thoa một ít dầu mè ra cái bao tay và cái dĩa nè. Bây giờ Ngân sẽ lấy một ít cơm, mình vo tròn lại, xong cái mình ấn nó dẹp xuống để mình cho cái nhân vào bên trong á. Rồi bây giờ Ngân cho ít nhân vào đây, mình gói lại cho nó tròn tròn. Đó, vậy thôi là xong rồi đó mọi người. Món này làm cực kỳ nhanh luôn á. Làm mà để ăn sáng, đi làm cũng nhanh nữa. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngân. Hôm nay mình tiếp tục video về đồ ăn mọi người. Bữa giờ ăn chơi dữ quá. Thì hôm nay Ngân sẽ làm cơm nấm rong biển. Ở trong này là nhân cá đó. Và Ngân sẽ ăn kèm với kim chi. Đây, kim chi nhà làm. Mà mọi người nha, à quên uống nước. Uống Pepsi. Cái này Ngân để tủ lạnh, nó lạnh rồi, Ngân không có cần phải cho đá nữa. Ủa cái ly thì vừa cái lon này luôn á. Wow, đã quá. Mời mọi người ăn nha, đói bụng quá. Giờ là 1 giờ hay gì rồi. Đây. Cái món này á là Ngân tự nghĩ ra luôn mọi người. Tại vì mấy cái clip trước Ngân có nói mọi người, Ngân có cái snack rong biển á, công nhận rất là thơm luôn. Ăn chúng cái nhân á thì thịt cá nó béo, thêm mayonnaise nó béo nữa, mà nó có vị mặn mặn, nó thơm của cái mùi mè nữa mọi người. Trời, ngon thiệt nha. Bây giờ Ngân sang với kim chi nè, chắc chắn cái này ăn với kim chi là sẽ ngon luôn. Tại vì nó kim chi nó có cái vị chua chua á. Nó dính, nó dính. Đó. Trời ơi, không nghĩ cái món này nó kết hợp này nó ngon vậy. Trời ơi, giỏi quá. Tự nghĩ ra được món ngon luôn. Không ai khen hết. Tự khen luôn mọi người. Mà thật sự á, ăn với kim chi mới ngon. Không ăn với kim chi thì nó không có ngon bằng. Tại vì kim chi nó chua nè, mà nó giòn nữa. Đó. Nó xuất sắc luôn á trời.
Nhà bạn nào mà có trong biển rồi đó, kim chi hoặc là đó cá đó, là nếu mọi người ngon quá. Kim chi này hôm bữa Ngân có một cái clip, Ngân có chia sẻ với mọi người cách Ngân làm kim chi á, mọi người vào kênh của Ngân xem nha, bao ngon bao thành công luôn. Người biết sao bây giờ 1 giờ rồi Ngân mới ăn được không? Tại làm cái này không có lâu nha mọi người, rất là nhanh. Mà giờ này ham hố TikTok, quay TikTok xong mới quay qua làm đồ ăn, thì bây giờ đã 1 giờ mất rồi, đói mà run tay luôn á. Ngân rất là ghiền kim chi, cho nên trong tủ lạnh nhà Ngân lúc nào cũng có kim chi, hết một cái là Ngân làm liền. Nhưng mà Ngân làm một lần thì chỉ có 2 cái bắp cải thảo thôi, Ngân không có làm nhiều, mà để lâu quá ăn hết nó chua, với lại nó không có ngon. Ngân làm vừa đủ 2 bắp là ăn hết xong Ngân làm tiếp. Nói chung là cũng siêng lắm, chịu khó làm, chứ làm kim chi này cũng hơi lâu á mọi người. Chứ Ngân là Ngân thích nấu ăn lắm, cho nên mấy cái này không có cực gì với Ngân á. Trời má nó đã. Đường nắng không có đều, có viên to viên nhỏ. Đây sẽ là cái món trong thực đơn mới của Ngân. Nãy giờ không có đếm có là ăn bao nhiêu cục rồi nữa.
Cái này muối ngọt ngon thiệt luôn á. Món này mặc dù Ngân trộn cá với mayonnaise nhưng mà nó không có bị ngán, tại vì á có kim chi ăn kèm á, nó chua chua. Bây giờ quay xong cái này rồi á là mình sẽ đi xem phim cái gì Hồi Ức 2020 mà mỗi người giới thiệu cho mọi người á. Tuần tuần nó ra có hai tập, và thứ năm và thứ sáu đó, cho nên là bây giờ là đã có phim rồi, cho nên là đi lên coi liền mọi người ơi. Thì cái video hôm nay Ngân xin phép kết thúc tại đây nha. Ngân rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái clip của Ngân, và đừng quên sorry mọi người, uống nước ngọt chưa. Đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh của Ngân để có thể xem thêm nhiều video mới nữa nha. Ngân cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người những video lần sau. Bye bye.